Sau những cải tiến liên tục với kẹo hồ lô, hoa chỉ và mọi người tự tin rằng chắc chắn sẽ bán chạy. Ngày mai là ngày đầu tiên chúng ta mở cửa, chúng ta phải kịp thời gian tan học, đứng đợi ở cổng trường học, ai muốn đi không? Các nha hoàn nghe xong đều cúi đầu xuống, Tam phu nhân thấy vậy chế nhạo, đại cô nương thật biết đùa, với gia thế nhà chúng ta, đừng nói là Linh Nhi bọn họ. Ngay cả một nha hoàn nhỏ, ai lại không biết xấu hổ mà đi bán hàng rong trên đường, danh tiếng còn giữ được không, sau này còn lấy chồng không? Đối mặt với sự khó dễ của Tam phu nhân, Hoa Chỉ dường như đã có sự chuẩn bị từ trước, chỉ thấy cô kéo xuống tờ giấy tiết lộ một số mũ đầu dễ thương. Hóa ra cô đã có sự chuẩn bị, bảo Trung Thúc theo thiết kế của mình, làm một số mũ đầu đẹp và đáng yêu. Cho phép các nha hoàn như Tuyết Vương đeo mũ đầu đi bán hàng trên đường, không những giữ được mặt mũi của các cô gái mà còn tăng thêm điểm nhấn. Theo chỉ dẫn của tiểu thư, Phất Đông và Bão Hạ, hai nha hoàn được giao nhiệm vụ nguy hiểm, chặn ở cổng trường học khi tan học, các em nhỏ bị hai búp bê dễ thương thu hút. Không ăn miễn phí đâu nhé, lát nữa phải trả tiền đấy, lát nữa quản gia của ta sẽ đến trả tiền, cậu chủ nhỏ giàu có liền mua trọn lô kẹo hồ lô. Tối hôm đó, nhìn thấy số tiền hoa hồng mà hai người nhận được, các nha hoàn đều tiếc nuối. Sao ban ngày mình lại không thể bỏ được mặt mũi nhỉ, liền lấy mũ đầu ra và quyết định ngày mai sẽ đi bán hàng. Rất nhanh, trên phố phường Kinh Thành đã xuất hiện nhiều búp bê người của nhà Hoa, ngay cả những phu nhân kiêu kỳ cũng bắt đầu làm việc, nhấc lên que hồ lô. Trong xe ngựa, cô Yến Tích liền nhận ra Hoa Chỉ đang đeo mũ đầu nên đã cố ý giả vờ đùa giỡn đối phương, ai đấy, thật là phiền phức. Khi nhìn thấy đó là xe ngựa của Thất Tư Ti, Hoa Chỉ vội vàng tránh đi. Trở về Thất Tư Ti, cô Yến Tích liền sai người mua cho mình một chuỗi kẹo hồ lô, rõ ràng là bản thân muốn ăn nhưng lại đổ lỗi cho muội muội. Không lâu sau, hoàng đế mời anh vào cung dùng bữa, còn ân cần gắp thức ăn cho anh rất cưng chiều. Cô Yến Tích biết rõ tất cả những điều này chỉ là chiêu trò của hoàng đế, chỉ muốn giữ mình bên cạnh mà thôi, đề phòng thả hổ về rừng. Yến Tích, từ khi con quản lý Thất Tư Ti, làm rất tốt, chỉ là số người đầu rơi ít hơn một chút. Sau bữa trưa căng thẳng, cô Yến Tích giả vờ đi mua kẹo hồ lô, nhưng tình cờ gặp phải cấp dưới cũng đang giả trang. Hoa Chỉ không biết danh tính của cô Yến Tích, lo lắng anh ta va chạm với quan chức của Thất Tư Ti, liền kéo anh ta sang một bên, cô tặng anh ta một chuỗi. Không ngờ Yến Tích lại sợ chua đến thế, cùng với việc kinh doanh kẹo hồ lô ngày càng ổn định, mọi người trong nhà đều có thể nhận được tiền công. Mặc dù không bằng lúc ở phủ trước đây, nhưng so với lúc Tam phu nhân quản lý nhà cửa thì tốt hơn nhiều. Thấy mình nhận được còn không bằng một nha hoàn, Tam phu nhân càng tức giận hơn, cùng với Tần Di Nương lên kế hoạch giành lại quyền quản gia. Đúng vào buổi tối đó, họ bắt gặp một nha hoàn ăn trộm, nha hoàn này lại thuộc về phòng của mẹ Hoa Chỉ ở đại phòng. "Đừng làm ầm ĩ, ta có cách của mình." Ngày hôm sau, cô Yến Tích tình cờ gặp lại Hoa Chỉ, Hoa Chỉ đã tặng cho anh những món điểm tâm mà Phất Đông làm. Cô Yến Tích mang điểm tâm vào cung, nhìn những món bánh dân dã này, hoàng đế ăn rất vui vẻ. Không lâu sau, Hiến Vương cũng đến, mang theo loại bánh đắt đỏ và nổi tiếng nhất kinh thành. "Mang về đi, trẫm không có hứng thú." Nhìn thấy điểm tâm mà cô Yến Tích mang đến, Hiến Vương nhận ra đây là sản phẩm của gia đình tội nhân Hoa, quả này là người nhà Hoa làm phải không? Hoàng đế nghe xong sắc mặt thay đổi, cách đây vài ngày mới nghe nói, cả nhà tội phụ kia không biết hối cải, còn đi làm tiểu thương, loại thứ này. Làm sao dám mang vào kinh đô, kệ nó là nhà Hoa hay nhà cỏ, mấy người phụ nữ và trẻ em bình thường, làm mấy món bánh dân dã thôi, có gì không dám, ta thấy Yến Tích nói đúng. Hoàng đế không những không giận cố Yến Tích, còn tức giận với Hiến Vương, thấy Hoàng thượng yêu ái người cháu trai lớn như vậy, Hiến Vương tức giận rời khỏi Hoàng cung. Thấy huynh trưởng định vứt bỏ những chiếc bánh đắt tiền, Yến Tích may mắn hỏi xin lấy, cảm ơn huynh trưởng. Không lâu sau, cô Yến Tích lại tìm đến người trong lòng, còn mượn hoa dâng Phật mang bánh cho Hoa Chỉ ăn. Chẳng bao lâu trời bắt đầu mưa to, hai người trú dưới mái hiên để tránh mưa, nhưng lại bị các vị nguyệt lão đẩy cho càng ngày càng gần hơn, không khí chợt trở nên mập mờ. Sau cơn mưa, Hiến Vương thấy quầy hàng của nhà Hoa, trong cơn giận dữ, anh ta ra lệnh phá hủy quầy hàng, nhưng lại thấy cô Yến Tích cũng ở đó, đây là ai vậy, chính người này mới là chủ nhân. Lúc này, Hoa Chỉ cũng nhận ra danh tính của vị quý nhân trên xe ngựa, vừa muốn ngăn Yến Tích, nhưng ai ngờ anh ta chẳng sợ gì. Vài câu nói đã khiến Hiến Vương mua hết cả xe bánh, nhanh đóng gói đi, nhìn cái gì, không đi sao. Huynh biết người đó là ai không, toàn làm những chuyện đáng sợ, không biết sao, đừng làm gì. Một tên hạ nhân của Vương Phủ, qua cái cửa nói nhỏ với Thực Dược, có lẽ muốn hỏi về vụ hỏa hoạn trong cung của Vương Hậu mười mấy năm trước rốt cuộc là thế nào. Ngờ đâu cảnh tượng này đã bị sát thủ ẩn trên mái nhà nhìn thấy, đồng đại không nhớ ra được gì lắc đầu rời đi. Tuy nhiên, anh ta chưa đi được vài bước đã nhớ ra tất cả, rút pháo sáng ra định gửi tin cho thế tử. Kết quả lại bị sát thủ dùng dây sắt xiết cổ, trước khi chết anh đã kích hoạt pháo sáng. Các cao thủ của Thất Tư Ti nhận được tín hiệu lập tức đến hiện trường, tuy nhiên, đồng đại đã qua đời. Biết được người mình phái đi điều tra vụ tự thiêu của mẹ năm xưa đã chết, của mẹ, cô Yến Tích hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức anh nhận được một tin tức còn sốc hơn, muội muội ngươi, hóa ra chỉ mới gần đây. Cánh cửa sân của Thực Dược bỗng nhiên được mở ra,
Thực dược, sau hơn 10 năm chưa từng bước ra khỏi cửa, đã lấy hết can đảm nhảy ra ngoài, tiến vào thế giới mới lạ bên ngoài. Và ngay khi cô vừa rời khỏi nhà, kẻ sát nhân ẩn náu trong phủ đã đến phòng của Thực Dược. Thế giới bên ngoài khiến Thực Dược cảm thấy rất mới lạ. Một người ăn xin cầm bát đến trước mặt cô không biết ý nghĩa, nên đã lấy ra một đồng tiền đồng từ trong bát. Tiền của người ăn xin cũng muốn cướp à? Thực Dược không biết quy tắc của thế giới bên ngoài. Thấy người trước mắt trả tiền như vậy, ghi nợ vào tài khoản của huynh trưởng ta, cô ngay lập tức học theo nghiêm túc. Vậy là khi bị Bão Hạ chặn lại trả tiền sau khi ăn hai chuỗi kẹo hồ lô, cô đã nói theo, trả tiền nè, ghi vào tài khoản của huynh trưởng ta, chờ đã, huynh trưởng cô, là ai? Hoa Chỉ thấy trời đã tối, không hỏi ra được địa chỉ nhà của Thực Dược, chỉ có thể dẫn cô về lại sân nhỏ. Mọi người thấy bộ dạng ngơ ngác của Thực Dược đều rất thương cảm, đối xử tốt với cô, Thực Dược cũng rất thích nơi này. Vào đêm khuya, cơn bệnh cũ của bà ngoại lại tái phát. Thực Dược chỉ đứng ngoài nhà lắng nghe tiếng ho của bà, liền nhận ra bài thuốc do lang trung kê không có tác dụng, không thể chữa khỏi bệnh cho bà. Thay vào đó, cô đề xuất dùng đông hoa, vỏ cây dâu trắng và hoàng liên. Lang Trung cũng nhận ra đây là bài thuốc của vị thái y thời trước, rất ngưỡng mộ kỹ thuật y học của Thực Dược. Tam phu nhân cũng khen ngợi Hoa Chỉ đã tìm được một bảo bối lớn. Về đêm, biết được Thực Dược luôn bị gia đình khóa trong nhà, mười mấy năm chưa từng bước ra ngoài, Hoa Chỉ rất thương cảm, yêu thương kéo cô đi ngủ. Mặt khác, mọi người ở Thất Tư Ti đã tìm Thực Dược một đêm, và khi họ định ra khỏi thành phố để tìm, họ gặp mặt Hoa Chỉ và mọi người đang đi ngược lại, cuối cùng cảm thấy nhẹ nhõm. Dưới sự khích lệ của Hoa Chỉ, Thực Dược cũng bắt đầu giao tiếp và bán kẹo hồ lô. Lúc này cô gặp huynh trưởng mình, huynh ra ngoài như thế nào vậy? Nghe xong câu chuyện của muội muội, cô Yến Tích biết rằng việc muội muội Lạc và Hoa Chỉ không liên quan là mình đã lo lắng quá mức. Có vẻ như Hoa Chỉ thực sự không biết danh tính của mình, ca ca, huynh định nhốt ta trở lại sao? Thấy muội muội không nỡ rời xa, huynh trưởng quyết định không để muội muội quay trở lại, nhưng muội nhất định phải nhớ, đừng nói với ai họ của muội là Cố, hóa ra ta họ Cố à. Cô Yến Tích nhờ Hoa Chỉ chăm sóc muội muội mình, như một lời cảm ơn, anh đã hái hồ lô cho Hoa Chỉ. Hoa Chỉ mời anh về nhà ăn tối, Thực Dược mệt mỏi và ngủ ngon lành trên xe. Lúc này, sát thủ đang theo dõi sau xe ngựa của ba người. Thấy con gái dẫn một người đàn ông về và cả hai vui vẻ nói chuyện bên ngoài cửa. Các bậc lớn tuổi muốn tìm hiểu về thân thế của Cố Yến Tích qua Thực Dược, không ngạc nhiên khi cô ấy không biết gì cả. Khi rời khỏi sân nhỏ, cô Yến Tích đã ra hiệu cho thuộc hạ của mình. Vào đêm khuya, khi sát thủ chuẩn bị lợi dụng bóng tối hành động, những người của Thất Tư Ti đã sẵn sàng mai phục và ngay lập tức bắt được tên sát thủ mặc đen này. Ngươi thật là thiên tài, làm sao ngươi biết anh ta sẽ đến? Ban ngày ta đã cảm thấy có người theo dõi, đồng đại vừa mất thì họ đã nhắm vào Thực Dược, chắc chắn có liên quan đến vụ hỏa hoạn năm đó. Khi chuẩn bị đưa người này đi, cô Yến Tích phát hiện vũ khí của tên này là dao, lập tức nhận ra không chỉ có một sát thủ, vội vàng chạy đến nhà của Hoa Chỉ nhưng đã muộn. Người mặc đen xông vào nhà định tấn công Thực Dược, Hoa Chỉ nhanh tay dùng kẹp tóc đâm vào đối phương, định dẫn Thực Dược rời đi nhưng bị đối phương dùng dây sắt kéo lại. Lúc này cô Yến Tích dẫn đội tới để tự vệ. Hoa Chỉ nói, có lẽ anh không biết, Thất Tư Ti luôn không quan tâm đến mạng người. Huống hồ mạng của tội nhân như ta, chẳng đáng giá, ngươi bắt ta chỉ là sợ hãi vô ích. Lúc này cô Yến Tích cũng rút cung nỏ ra, chiếc cung sắt này của ta, nếu được kéo căng, đừng nói là một người phụ nữ. Ngay cả một con bò một con ngựa cũng có thể bị xuyên thủng, đừng nói ngươi siết cổ cô ấy. Hoa Chỉ ngạc nhiên không biết đối phương có phải muốn cứu mình không, chưa kịp nghĩ nhiều cô Yến Tích đã bóp cò. Cô Yến Tích sau khi cứu Hoa Chỉ đã dẫn đội rời khỏi Hoa gia. Anh ấy dặn dò thuộc hạ chọn một số người giỏi, thay phiên canh gác bên ngoài nhà Hoa. Không thể để tình huống nguy hiểm như tối nay xảy ra lần nữa. Tối nay chúng ta làm bảo vệ à? Ai bảo sếp của chúng ta, người yêu quý nhất ở đây chứ? Dĩ nhiên là muội muội của anh ấy. Tần Di Nương cho rằng Thực Dược mang theo xui xẻo, vừa mới chuyển đến đã gặp trộm. Hoa Chỉ của trách cô ấy không nên nói như vậy. Nếu có xui xẻo cũng là xui xẻo của chính mình. Thấy Hoa tỷ tỷ bị thương, Thực Dược đau lòng khóc cả đêm, thề sẽ bảo vệ tốt tỷ tỷ, không để Hoa Chỉ bị thương nữa. Phía cô Yến Tích tìm thấy vàng trên người sát thủ, hai người được chủ thuê bằng số tiền lớn. Giải quyết người biết chuyện về vụ hỏa hoạn của Vương Phi ngày xưa, sau đó trở về Vương Phủ, cô Yến Tích cho Thực Dược tạm trú tại. Tin tức bên ngoài đã được thông báo cho Tiêu Di Nương, Tiêu Di Nương tỏ ra khá bất đắc dĩ, thử nghiệm muốn giữ Thực Dược lại ở Vương Phủ. Thấy Yến Tích quyết đoán, cô đành miễn cưỡng nói được một tiếng được. Cuối cùng cậu đã đưa Thực Dược đi đâu, bây giờ cô ấy có người đồng hành, cũng có chỗ ở, ngoài kia, còn đâu có thể so sánh được với Vương Phủ của chúng ta. Nhưng cô ấy ở đó, hạnh phúc hơn ở Vương Phủ hàng nghìn lần. Biết con gái sống hạnh phúc, Vương gia cũng không nói thêm gì nữa, hy vọng Thực Dược có thể quên đi những chuyện không vui ngày xưa. Cô ấy thân thiết với cậu, những chuyện trước đó, cô ấy có nhắc tới với cậu không? Lúc đó Thực Dược còn quá nhỏ, không nhớ gì cả, có lẽ việc quên đi là điều tốt đối với cô ấy. Mặt khác, trò chơi búp bê của Hoa Chỉ đã bị các tiểu thương khác sao chép, nên cô lại sử dụng ký ức hiện đại, làm một cái tivi quay tay.
thấy gian hàng của nhà hoa trưng bày hộp có kịch bản di động, trẻ em lại ùn ùn kéo đến quầy kẹo hồ lô của nhà hoa. Với những sáng tạo mới lạ của Hoa Chỉ, kinh doanh dần dần tốt lên. Ngày hôm đó Cố Yến Tích lại đến thăm Hoa Chỉ, đau lòng nhìn chiếc băng quấn quanh cổ cô, Hoa Chỉ không muốn đối phương lo lắng, nên nói dối là cổ không thoải mái, không thể tiếp xúc với gió, nếu không biết nói dối, cô đừng nói. Đó cũng là vì thực dược, nếu không phải thực dược giúp ta bôi thuốc, có lẽ sẽ để lại sẹo, vết thương nhỏ này vài ngày là khỏi. Yến Tích giúp Hoa Chỉ dọn hàng, thấy huynh trưởng thực dược rất vui. Còn nói cho huynh trưởng một bí mật, cô ấy rất thích huynh. Muội nghe ai nói vậy? Khi hai người ở cùng nhau, cô ấy rất vui, vì cô ấy thích huynh, giống như ta thích huynh vậy, cô ấy cũng rất thích ta. Yến Tích vui mừng một hồi mới nhớ ra hỏi muội muội chuyện chính, có nhận ra trong phủ có một người tên là Đồng Đại không? Em gái nói rằng biết, Đồng Đại còn nói với cô một số lời kỳ lạ, thực dược diễn đạt không rõ ràng. Thấy không hỏi ra được gì, huynh trưởng liền dặn dò thực dược, chuyện hôm nay đừng nói với ai, kể cả Hoa Chỉ. Bên kia, Tam phu nhân quản lý sổ sách thu chi phàn nàn Hoa Chỉ gần đây mua nhiều thứ vô dụng thế nào, việc cần làm lúc này khi có tiền là thuê một số người bảo vệ. Hoa Chỉ dỗ dành Tam phu nhân, nói mình có cách kiếm tiền lớn, yêu cầu đối phương cho mình 3 tháng thời gian. Những ngày sau đó, Hoa Chỉ cho nha hoàn ghi chép số lượng người qua lại tiểu lâu, một tháng sau cô đưa điểm tâm do Phất Đông làm đến tiểu lâu Vân Lai thảo luận hợp tác. Họ muốn cung cấp điểm tâm cho tiểu lâu hàng ngày, không lấy một xu. Chủ quầy nghe thế tất nhiên đồng ý, nhưng chính là việc tặng miễn phí trong 3 tháng này đã khiến nhiều khách hàng ở kinh thành nếm thử được hương vị tuyệt vời của điểm tâm nhà Hoa. 3 tháng trôi qua, lợi nhuận tích lũy trước đó đều được Hoa Chỉ tặng đi. Tam phu nhân thực sự phàn nàn, nhưng Hoa Chỉ đã đến lúc thu hoạch. Hóa ra trước đó Hoa Chỉ chỉ cung cấp cho 3 tử lâu tốt nhất ở Hoàng Đô, thấy 3 quán này kinh doanh rất thành công. Các tử lâu khác không thể ngồi yên được nữa, lần lượt tìm đến Hoa Chỉ để thương lượng giá cả. Hoa Chỉ đưa ra giá 10 văn mỗi phần điểm tâm, chủ quán ngay lập tức đồng ý, sau đó quay đầu bán ra với giá gấp 12 lần. Hoa Chỉ kinh ngạc, Hoa Chỉ đã học được bài học, dự định sau này khi có khả năng cũng sẽ mở một tử lâu mang thương hiệu Hoa Ký. Sau nhiều tháng nỗ lực của Hoa Chỉ, cô đã thông báo một tin tốt lành cho mọi người, chúng ta có thể chuyển về thành rồi. Thật sao? Về thành thì tốt quá. Bây giờ tiền kiếm được có thể thuê một dinh thự ở kinh thành, cũng có thể mở một cửa hàng Hoa Ký. Cô để mọi người lựa chọn, và mọi người đều chọn chuyển về thành phố trước. Vậy thì mọi người đã quyết định như vậy, chúng ta cứ thế mà làm, mau chóng đặt dinh thự và cũng cần gấp rút thuê người bảo vệ. Ta sẽ đi đặt cọc ngay. Gia đình Hoa cuối cùng cũng đón được niềm vui chuyển nhà, một lần nữa chuyển về sống trong thành phố. Vừa vào sân, các phu nhân liền mang theo ý đồ riêng muốn chọn một phòng tốt nhất. Tổ mẫu rất tức giận, tất cả đứng lại, Hoa Chỉ, con chọn trước. Tổ mẫu cho rằng Hoa Chỉ quản gia vất vả nhất, nên xứng đáng chọn một căn phòng tốt nhất để ngủ cho thoải mái. Đúng vậy, đúng vậy. Bây giờ tất cả mọi người đều rất tôn trọng việc Hoa Chỉ quản gia, cho rằng chỉ có khi Hoa Chỉ ổn, gia đình này mới có thể ngày càng tốt hơn. Nhưng việc gia đình Hoa nhanh chóng chuyển về kinh thành không tránh khỏi những lời dị nghị từ dân chúng, nhà toàn phụ nữ này, giữ được bao nhiêu bạc trắng, họ có giữ nổi không? Đúng lúc này, một nhóm người hùng hổ bước ra, mắng những người dân đứng ngoài lề mà nói xấu, người đến chính là Lý Quý, người bảo vệ cũ của nhà Hoa. Khi nhà bị tịch thu, anh ta là người đầu tiên chạy trốn, bây giờ thấy nhà Hoa trở về tuyển người bảo vệ, anh ta lại dẫn theo một nhóm người đến. Tất cả mọi người đều đã tìm được, 15 người đàn ông, cô nương đừng ghét bỏ chúng ta, ghét bỏ, 15 người đàn ông chặn ở cửa. Rõ ràng là muốn ép ta, giữ lại họ, dù Hoa Chỉ nói rằng tiền công chỉ bằng một nửa so với trước đây, Lý Quý vẫn mỉm cười đồng ý. Lúc này, Tần Di Nương tìm đến Tam phu nhân để xin ý kiến, nói muốn chuyển sang ở phía đối diện, Tây Viện. Tam phu nhân biết Tần Di Nương đang tính toán cái gì và khuyên bà ta đừng có ý định đó, nhưng thấy bộ dạng lệ rơi đầy tội nghiệp của đối phương. Bà ta lại không nỡ lòng, vì vậy nói rằng bây giờ Hoa Chỉ là người quản gia, cần xin phép cũng nên hỏi Hoa Chỉ. Trước yêu cầu của Tần Di Nương, Hoa Chỉ không suy nghĩ nhiều và đã vô tư đồng ý. Tần Di Nương mừng rỡ vô cùng, Tam phu nhân thở dài nói rằng Hoa Chỉ không biết bên trong có bao nhiêu điều mưu mẹo. Thấy Tần Di Nương từ xa chuyển đến đối diện mình, nhị phu nhân lúc đầu ngỡ ngàng, sau đó tức giận đóng cửa sổ lại. Nghe nói Hoa Chỉ chuyển vào thành, cô Yến Tích cố ý tới tìm cô nhưng bị Lý Quý mắng. Lý Quý, đây là bạn ta, nhìn thấy người yêu đi đến từ phía trước, cô Yến Tích nhớ lại lời muội muội mình nói. Yến Tích tặng cho Hoa Chỉ một chiếc ám tiễn xinh đẹp, kể từ sau lần gặp nguy hiểm trước đó, anh rất quan tâm đến sự an toàn của Hoa Chỉ. Lý Quý thì mỉa mai nói, đại cô nương thật là không tầm thường, còn chưa xuất giá đã dẫn đàn ông về nhà rồi. Bây giờ nhà đã chuyển về, Hoa Chỉ lại cho hai em trai Bách Lâm và Bách Lễ tiếp tục học ở trường tư thục. Tiền bạc có thể kiếm lại vì đó chỉ là vật ngoài thân, nhưng gia học và văn mạch của nhà Hoa là thứ không thể mua được bằng tiền, cần được chuyển lại. Tổ mẫu rất đánh giá cao quan điểm của Hoa Chỉ. Tuy nhiên, Bách Lâm và Bách Lễ ngày đầu tiên đi học đã trốn học trở về nhà lén lút. Bách Lễ về phòng thì phát hiện Tần Di Nương đang lén lút trong phòng mình,
Tần Di Nương lấy ra bút mình đã mua cho Bách Lễ. Kết quả, đối phương bị ném ra ngoài trực tiếp, Tần Di Nương khóc rồi rời khỏi phòng. Bách Lâm nói rằng bạn bè ở trường đều chế nhạo họ, gia đình Hoa đã làm tức giận hoàng đế, việc học cũng vô ích. Huống hồ còn không thể thi đỗ công danh, thậm chí thầy giáo cũng không quản lý hai anh em, vì vậy họ mới trốn học. Nhưng nhị phu nhân không giống Hoa Chỉ, biết con trai trốn học liền nghiêm khắc mắng mỏ, ngày mai nhất định phải đi. Từ nay về sau, đừng gọi ta là mẹ nữa, ta không có đứa con trai như con. Bách Lễ tức giận bỏ nhà đi, đêm khuya cả nhà đi tìm cậu. Bách Lễ trong lúc trốn tránh đã vô tình rơi xuống sông, Tần Di Nương cảm nhận được và không chút do dự nhảy xuống, sau đó nâng Bách Lễ lên và được người bảo vệ cứu lên. Tần Di Nương vô ý lộ ra sự thật, con của ta, nhị phu nhân tức giận tát vào mặt Tần Di Nương, cô đã điên rồi à, hóa ra Bách Lễ chính là con ruột của Tần Di Nương. Do nhị phu nhân và nhị lão gia nhiều năm không có con, nên đã nhận con trai của Tần Di Nương là Bách Lễ nuôi nấng như con mình. Thấy mẹ đau khổ, Hoa Cầm tức giận chạy đi tìm Bách Lễ và kể sự thật cho cậu, để biết vì sao Tần Di Nương không ở cái nhà tốt đẹp của mình, lại muốn ở trong phòng củi không. Để biết tại sao cô ấy lúc nào cũng lén lút nhìn đệ không. Để biết tại sao cô ấy dù không biết bơi nhưng vẫn muốn không quan tâm đến mạng sống để cứu đệ không. Bởi vì đệ là con cô ấy sinh ra, Hoa Cầm nói, cô ấy mới là mẹ đẻ của đệ. Thấy Tần Di Nương phá vỡ quy tắc, nhị phu nhân tức giận muốn đuổi cô ta ra khỏi nhà. Tần Di Nương đang sốt cao ngày hôm đó, liền bị người ta cả giường lẫn chăn mang ra ngoài định vứt bỏ. Hoa Cầm quỳ xuống xin xỏ nhưng không ai quan tâm đến cô. Nhìn kìa, cô ấy thật đáng thương, có chuyện gì vậy? Đại cô nương, đừng trách ta hôm nay không nhìn mặt con, nếu con thật sự muốn giữ cô ấy lại. Vậy thì ta cũng sẵn sàng cùng cô ấy bỏ mạng, quyết không từ bỏ. Hoa Cầm quỳ trước mặt Hoa Chỉ, cầu xin cô cứu lấy mẹ mình. Bây giờ Tần Di Nương bị đuổi ra khỏi nhà chỉ còn đường chết. Bây giờ toàn bộ nhà đều do Hoa Chỉ quản lý. Sau khi cân nhắc lợi ích, Hoa Chỉ đề nghị cho Tần Di Nương đi làm việc ở quán Nguyệt Tú, mỗi tháng trừ 3 ngày về báo cáo, còn lại không được về nhà. Nhị phu nhân cũng cho Hoa Chỉ một mặt mũi và Tần Di Nương đã được mang ra khỏi nhà Hoa như vậy. Bách Lễ đang nhìn ra ngoài cửa sổ mơ mộng, thấy nhị phu nhân bước vào, anh vội vàng giả vờ đọc sách. Nhị phu nhân muốn vuốt ve con trai nhưng lại buồn bã dừng tay lại. Khi cô ấy quay người định rời đi, Bách Lễ đã gọi cô ấy lại và thề sẽ học hành chăm chỉ. Nhị phu nhân mất hồn mất vía bước ra khỏi cửa, nhưng bị người bảo vệ Lý Quý chặn đường. Không ngờ Lý Quý, một người đàn ông bên ngoài, không có một chút quy tắc nào dám vào khu vực nội viện, còn dám vươn tay đòi tiền từ nhị phu nhân, xin lỗi đã làm phiền. Sau này xin hãy chăm sóc Bách Lễ nhiều hơn, đó là điều đương nhiên. Mặt khác, tể tướng Thẩm Trung Hành gửi quà muốn làm hài lòng Hiến Vương nhưng bị từ chối. Sau đó ông gọi cháu trai lớn của mình, Thẩm Kỳ, một người mặc trắng, buộc Thẩm Kỳ dùng danh nghĩa của mình mời Hiến Vương đến nhà uống trà. Gia đình Hoa bị oan, tổ phụ không giúp cũng thôi, bây giờ lại càng nịnh bợ Hiến Vương, dù Thẩm Kỳ tức giận nhưng vẫn bất đắc dĩ viết lời mời. Thẩm Kỳ không chịu nổi thái độ làm màu của tổ phụ và người kia, ngay lập tức rời khỏi nhà Thẩm, dự định thuê một viện nhỏ để tự mình thi cử. Trên đường tình cờ gặp Hoa Chỉ và một người khác, Hoa Chỉ tỏ ra rất tốt bụng, nhất quyết muốn giúp anh ta chuyển nhà. Giác quan thứ 6 của đàn ông khiến cô Yến Tích không yên tâm để hai người ở một mình, liền cùng đi giúp. Thấy thái độ nhiệt tình của Hoa Chỉ với Thẩm Kỳ, Yến Tích cảm thấy ghen tị không ít, tôi sẽ đưa các người, Thẩm huynh. Không cần đưa đâu, vì trường học bên ngoài không chấp nhận họ nhà Hoa, Hoa Chỉ dự định tự mình mở một trường học cho dòng họ. Nhưng dù cô cố gắng trả thêm tiền thế nào, dù đã sớm đi muộn về, tìm kiếm hầu như khắp thành phố nhưng không ai dám đến dạy cho con cháu nhà Hoa. Thương, nông, công, thủ là lời nguyền không thể tránh khỏi. Trước khi về nhà, cô Yến Tích lại giả vờ như là vì muội muội, mời Hoa Chỉ đi dạo phố cùng mình, cô và Thực Dược có vóc dáng tương tự, giúp ta thử này. Rất vừa vặn, Thực Dược thấp hơn ta một chút. Hơn, bà chủ, còn có áo nào ngắn hơn cái này không? Chỉ lấy cái này thôi, bộ đồ này rất hợp với cô, đúng là lời của thiếu gia, giữa người và người là phải có sự trao đổi. Hoa Chỉ cũng chọn cho cô Yến Tích một bộ. Không phải nói một cặp đôi tốt, hai bộ áo này thực ra là làm từ một mảnh vải. Nhìn này, hoa văn còn trùng khớp nữa, lúc này hai người đều cảm thấy ngượng ngùng đến đỏ mặt. Sau khi biết không ai sẵn lòng dạy cho nhà Hoa, cô Yến Tích nói sẽ có cách. Nghe giọng huynh, tưởng huynh sẽ đến cửa bắt cóc, đừng nói lung tung, ta là người tốt tuân thủ pháp luật. Lúc này, Thẩm Kỳ ra ngoài để phê bình thơ cho bạn bè, nhưng lại vô tình nghe thấy học giả ở bàn bên cạnh chế nhạo nhà Hoa. Toàn là phụ nữ và trẻ con, dễ gây ra lời ra tiếng vào. Mặc dù học bổng khá hậu, cuối cùng cũng không phải là nơi tốt nhất, ngay cả khi Khổng Tử còn sống đến nhà họ, cũng chẳng thể dạy ra được một nửa người học trò xuất sắc. Thẩm Kỳ tức giận đập bàn, nhà Hoa chỉ vì không có đàn ông mà bị chế nhạo như vậy, không có đàn ông, có thể không phải là chuyện nhỏ, chẳng hạn như anh bạn này. Với dáng vẻ như thế, nếu đến nhà họ dạy học, thì toàn bộ là những thiếu nữ đang tuổi xuân và phụ nữ đầy sức quyến rũ, không biết sẽ lan truyền ra những tin đồn thế nào đây. Mọi người càng nói càng quá đáng và vô liêm sỉ, Thẩm Kỳ bảo họ làm nhục danh dự của người đọc sách, huynh tức giận cái gì? Tranh luận vô ích,
những học giả có danh tiếng sẽ không thể đến nhà họ dạy học, lẽ đó huynh không hiểu sao? Trong khi đó, người bảo vệ lại tìm đến Hoa Chỉ nói, tiền công hàng tháng hơi ít một chút, trong nhà này toàn là phụ nữ và trẻ con. Nếu làm tổn thương bất kỳ ai đều sẽ gặp rắc rối.